Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình airdrop nhận token Bucket. Đây là một token của coi sàn Bucket King Swap. Người ta các bạn để tham gia dự án hôm nay, các bạn nhấn link phần link mô tả, mình mở cái Telegram ra bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Khi tham gia dự án này, các bạn sẽ nhận được con này, nó sẽ list lên sàn Uniswap các bạn. Khoan, tổng cung của nó rất là cao các bạn, tới 1 tỷ token, 1 ETH bằng 2 triệu token Bucket, nhưng sau này nó giá sẽ lên các bạn. Đây là một dự án cũng rất là tiềm năng các bạn. Và bấm bấm vào continue nè. Các bạn thử nghĩ đi, thường thường thì những làm ai góp hi upload send photo. Upload send. Rồi, đây thì nó yêu cầu các bạn chụp cái màn hình gửi lên cho nó một cái bức ảnh các bạn. Rồi nó kêu các bạn chụp màn hình, các bạn vào join và cái vào cái kênh nhóm thứ hai của mình nha các bạn. Vào cái kênh trailer của mình, các bạn lấy cái ảnh để bạn gửi lên kênh group của tất cả các bạn, hoặc các bạn chụp màn hình các bạn gửi lên kênh group bất kỳ các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn join vào kênh trailer của mình nè các bạn. Ấy kênh channel của mình nè các bạn copy cái bài viết cái này của nó các bạn. Các bạn copy hết nha các bạn. Rồi các bạn gửi qua một kênh group bất kỳ các bạn. Tất cả các bạn có thể join vào kênh channel của mình, ví dụ như kênh kiếm tiền miễn phí 2.0 nè các bạn. Các bạn gửi vào đây nha các bạn. Hoặc là những kênh group nào cũng được chứ các bạn. Chú ý những kênh group có số lượng người cộng đồng nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn trở về con bot hồi nãy nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chụp cái màn hình hồi nãy, các bạn gỡ lên cho con bot nha các bạn. Cái màn hình mà các bạn gỡ lên kênh group nha các bạn. Chương trình này group này nó sẽ tốc cần này nó sẽ list sàn Uniswap vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 nha các bạn. Còn 11 ngày nữa nó sẽ list nha các bạn. Usen, rồi các bạn bấm vào send nha các bạn. Rồi nhiệm vụ của các bạn thì cũng join vào kênh group như thường lệ nha các bạn. Join vào kênh group nha các bạn. Hoặc mình có để một cái bài viết này ở dưới đường link mô tả cho các bạn. Các bạn copy rồi các bạn gỡ, các bạn chơi lên một kênh group, các bạn chụp màn hình cũng được tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn join các bạn. Để mình làm cũng rất là chậm nên mình coi mình tìm hiểu dáng các bạn. Lót hoài không biết. Rồi theo world thì các bạn cũng follow theo world nha các bạn. Các bạn follow và tôi quyết lại bài game của nó. Các bạn cố gắng làm con này nha các bạn. Thường thường thì mình tìm những tóc cần rất là tiềm năng cho các bạn, chứ không phải là tìm những tóc cần tào lao đâu. Những cái tóc cần không lít sàn này nọ đồ nô. Và các bạn like và tôi quyết lên nè. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn test lại xong thì các bạn cũng bắt up lại một cái web của nó nè. Rồi các bạn bấm vào nút ship đi tên tiếp tục nha các bạn. Nhấp vào ba cái chỗ này nè. Rồi nó kêu các bạn điền lại cái username Telegram, các bạn cũng vào kiểm tra kênh group, kênh trailer rồi các bạn join gọi hết thì các bạn ghi lại cái username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rất là đơn giản luôn các bạn ơi, không có cái gì khó hết. Nó còn anh 1133. Các bạn vào setting copy các bạn, vì mình thoát ra thì nó rất là lâu. Rồi các bạn cũng follow theo world nè, thì các bạn cũng vào kiểm tra lên các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username theo world của các bạn. Đôi khi mình vào kiểm tra, đôi khi nó có hai kênh trader các bạn. Rồi là kênh hồi nãy, bởi vì là đúng các bạn. Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của các bạn cũng vào, các bạn mở cái video của mình ra, các bạn vào trang cá nhân sẽ gặp cái username tất cả các bạn nha các bạn. À còn MMO của anh nè. Rồi các bạn cũng dùng địa chỉ thì xem như bên dưới chút wallet nha các bạn. Thường thì làm những dự án cao cao
như dự án Ecoin này nọ đồ, mình thấy dự án đó mình làm chủ yếu là mình làm, mình nói nó không về được các bạn, nhưng có những dự án nó phân phối về các bạn. Như vậy là một cái, làm một cái động lực cho tất cả anh em làm airdrop. Rồi copy, tại thường trên bot scam như lắm đó tất cả anh em, làm mượn dán chưa chắc về, mượn làm gì dán về giỏi lắm 1-2. Rồi các bạn việc lấy liên ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm, mỗi một lượt ghép sẽ nhận được 100 token bucket nha các bạn. Khi tham gia các bạn sẽ nhận được 2000 token bucket. Cái này là một token của sàn nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance này, check số token chưa, bạn ghép lên mi bucket. Đây là một cái link sàn của nó nè các bạn. Các bạn có thể claim token của nó nè các bạn. Claim trên dưới chút wallet nè các bạn. Nhưng mình claim thì sẽ tốn phi ra nên mình không có hướng dẫn các bạn claim các bạn. Các bạn việc nhấp vào cái đường link này, dán vào cái trình duyệt browser của như quý wallet hoặc MySQL, MetaMask là các bạn có thể claim được. Thôi vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Khi nào token này nó sẽ về, nó phân phối, mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn swap hoặc là cũng tiện cập nhật thêm thông tin cho tất cả các bạn nha. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha các bạn.